bạn gái ngồi. Thôi mời bạn nam. Rồi chào bạn. Dạ chào. Ngồi đi bạn. Rồi. Rồi mời em gái giới thiệu. Kính chào khán giả trường quay, chào chị Cát Tường, cùng chú Quyền Linh, chào luôn bạn bên kia rào, chào cả ekip quay hình bên trên. Tên em mẹ đặt Như Trinh, 25 tuổi vẫn bơ vơ một mình. Quê em Quảng Ngãi thân yêu, lại thêm hương quế đắm say lòng người. Nghề nghiệp đó là kỹ sư, chuyên về xử lý môi trường chúng ta. Hôm nay tham dự chương trình, mong là thoát ế, chọn đời bên anh. Đến đây xin phép được dừng, để bên kia được tỏ bày cùng nhau. Câu thơ để chào khán giả giới thiệu về mình ha. Bên đây. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại phiên trường ngày hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Mạnh Tú ạ, năm nay 27 tuổi. Dạ em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, đang làm nhân viên ngân hàng Agribank cũng tại Biên Hòa, Đồng Nai luôn ạ. Em nói chút xíu về cái ưu điểm của em và khuyết điểm của em đi Tú. Ưu điểm của em là thường cũng hay vui vẻ, hay tâm sự, tình cảm với mọi người. Nhược điểm của em thì em vẫn còn hay ham chơi, rồi em chưa được nghĩ xa nhiều. Nhà em mà hiện tại còn mỗi mẹ em thôi, ba em thì mất rồi, thì em cũng không phụ được mẹ nhiều nữa. Hy vọng rằng em sẽ tìm thêm một người nào đó để chúng ta sẽ bù đắp khuyết điểm đó ha. Dạ. Chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thôi, mời bạn gái. Rồi, mời Trinh. Những ưu điểm của em là độc lập, thân thiện, siêng năng, em nấu ăn ngon. Ngoài ra thì em còn biết chi tiêu hợp lý và không phung phí đồ ăn ạ. Về điểm yếu của em thì em cũng hay quên những thứ linh tinh, như là lâu lâu em cũng có bỏ quên chìa khóa trong cốp xe. Có vài lúc thì em khóa cửa, em bóp ổ khóa rồi em mới nhớ là chìa khóa em bỏ trong nhà. Nếu mà nói về tìm đồ thì mẹ anh là rất là giỏi về rồi đấy. Thì anh cũng thực sự là cũng hay rất quên, nên em yên tâm ạ. Dạ vậy thì em yên tâm rồi. Em gái đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình chính thức khoảng 1001 đêm ạ. Dạ vào khoảng 3 năm ạ. Quen nhau lâu thì nó cũng xảy ra cãi nhau nhiều chuyện ấy ạ. Trong đó có chuyện là bạn ấy dẫn em về nhà, nhưng thấy em cũng nhỏ nhỏ nên mẹ bạn có câu hỏi là nhìn em nhỏ thế này thì liệu có sản xuất em bé được không ạ? Rồi em trả lời sao? Em bảo là lịch sử ngàn đời đã chứng minh rồi ạ. Từ đất nước Nhật Bản cho đến quê hương Việt Nam mình đây thì chỉ cần là người phụ nữ thì đều có thiên chức làm mẹ. Nhưng mà sau đó cũng có cãi vã gì đó, em có níu kéo nhưng mà không được nên cuối cùng đành buông ạ. Lúc đó em phải trả lời ngay với bạn ấy để về nói với mẹ bạn ấy là nhỏ con thì mặc nhỏ con vẫn đẻ ra con bình thường. Gì đâu mà. Rồi từ lúc chia tay bạn đó tới giờ thì có ai đeo đuổi mình nữa không? Xung quanh em thì cũng có nhiều bạn trai nhưng mà cũng chưa có quen được với nhau. Có anh thì ảnh cao đến 1m8 ạ, cao quá ạ. Có anh thì ảnh đẹp trai nhưng mà hơi lăng nhăng. Có anh thì lúc mà em vào phòng chơi á thì lông tay lông chân nó rụng đầy phòng ấy ạ. Cái gì rụng đầy phòng? Dạ lông tay lông chân á, em thấy lông tay lông chân rụng đầy phòng. Chào cô, cô khó quá, tôi có lông rụng kệ ta. Nhưng mình phải dọn cho nó sạch đấy à. Trời ơi. Phải lông tay lông chân người ta không, nhiều khi ta nuôi chó nuôi mèo vậy đó, lông chó lông đồ vậy lông... Ở trong phòng không có nuôi động vật mà em thấy trong phòng tới 5 bạn nam. Sao nhiều khi biết... lông của mấy bạn kia sao? Nhưng dạ... mà tại lúc đó em nhìn thấy như vậy em sợ quá cái em chạy luôn à. Trời ơi, đi kiểm tra đây có lông không? Em là nhà no luôn á. Không có lông luôn hả? Dạ, nè em nói thẳng. Bạn mà đi trống lỏng không có lông được chưa? Không có lòng à, em nghĩ là con người thì chắc ai cũng có lòng. Bỏ qua vấn đề lông này đi ha. Con gì đúng mà rồi. Không có lòng. Trời ơi thiệt, con này thôi mệt quá, đừng có nói chuyện có lông nữa được không? Đúng là nhỏ con thiệt á. Nhưng mà sao khó quá. Dạ em cũng dễ mà, tính em dễ lắm. Choáng lắm rồi đó. Thực sự thì em cũng không thích bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Dạ, thật sự. Thôi bỏ cái vụ lông đi. Trời ơi, nói cái chuyện khác dùm cái đi. Dạ. Em thì cực kỳ ít luôn ạ. Trên bàn tay của em hình như là không có lông luôn ạ. Đúng rồi, tay nhiều lông quá thì nhiều khi cũng anh cũng hơi sợ. Trời đất ơi. Rồi có lúc bạn sẽ thấy lông nó giá trị như thế nào. Và muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè? Từ 1m55 lên
Thân hình thì nhỏ gọn, nói chuyện thì nhanh nhẹn, lanh lợi, biết cách giao tiếp, thích trẻ con, tại em cũng rất là thích trẻ con. Bây giờ em thấy cô kia đáp ứng nhu cầu của mình không? Cách nói chuyện thì miền Trung thì cũng gọi là văn thơ thì cũng lai láng, giao tiếp được, tốt. Về cái vui tính thì em thừa cái vui tính luôn anh. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vì em cũng hơi nhỏ nhỏ nên em cũng muốn tìm bạn trai cao cao to to xíu ạ. Khoảng cỡ dưới 70kg là được ạ. Người không hút thuốc và không có tiền sử hút thuốc ạ. Dạ em có tiền sử hút thuốc chứ. Vậy khả năng bỏ thuốc như thế nào anh? Quan trọng là cái người mà yêu cầu anh thôi, quan trọng như thế. Rồi còn gì nữa không em? Nhậu ít thôi ạ. Nhậu ít thì đôi lúc em còn đỡ cho được, khi nhậu nhiều quá em đỡ không nổi ạ. Em không thích bạn trai sâu múi à? Tại thường mấy bạn sâu múi hay muối. Thích mấy bạn nữ như người mẫu vậy à? Dạ anh chào chị. Rồi à. Chào em, dạ. Trời đẹp trai dễ thương dạ. Quá. Cảm ơn. Có sáu múi không em? Dạ em có một múi thôi ạ. Em có chung thủy không? Em chưa có người yêu nên em chưa biết được. Với lại bây giờ cái sự chung thủy phải nói là từ hai bên. Nhiều khi em cũng chung thủy nhưng mà bạn ấy không chung thủy thì em cũng bỏ tay thôi. Em có tật xấu gì không? Hiện tại mình còn ngủ với mẹ. Dạ. Rồi. Nói chung chừng nào có vợ em ngủ vợ là em hết ngủ với mẹ. Cái đó đâu có gì đâu tật xấu. Thực sự em cũng chia sẻ về vấn đề ngủ với mẹ này. Lúc trước em cũng ngủ riêng nhưng mà có một thời gian thì ba em mất ấy, thì mẹ cũng vào một cái giai đoạn gọi là bị trầm cảm stress. Trải qua được mấy năm trời ngủ với mẹ này. Bây giờ nhiều khi muốn dứt ra cũng dứt không được. Nếu có vợ thì sẽ tất nhiên là ngủ với vợ rồi. Khi nào lấy được? Dạ tầm 3 tháng là lấy được rồi. 3 tháng nữa? Đã chuẩn bị gì chưa? Dạ chuẩn bị thì có mẹ chuẩn bị hết rồi. Trời ơi cái gì dạ. Có mẹ chứ. Mình không có chuẩn bị gì hết trơn hả? Em chỉ có trái tim chân thành là đủ rồi. Em nghĩ là như thế. Trời đất ơi. Đó em muốn lấy trái tim nên em lấy nha. Thôi bây giờ bạn gái đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em thấy anh cũng rất là dễ thương, tính tình cũng hiền, lễ phép ạ. Chị nấu ăn rất là ngon ạ. Anh được chị em nấu cho anh ăn thử thì đảm bảo là anh sẽ theo chị em về Quảng Ngãi luôn ạ. Bạn trai mình đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và các anh chị. Dạ, các anh chị đang ngồi. Chào MC Quyền Linh và MC Cá Tường ạ. Dạ. Tôi là tên là Nguyễn Thị Đông, là mẹ của Nguyễn Mạnh Tú. Sao vậy cô? Cũng có những lúc mẹ xúc động như vậy. Dạ. Sao để cô cứ nói đi cô. Hay để chị em nói. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Phúc Thảo. Em là chị gái họ của Tú. Thật ra là ba của Mạnh Tú mất cũng được 3 năm rồi. Thì mình mẹ với Tú ở với nhau. Mẹ cũng mong là Tú có một cái người bạn đời để cùng chia sẻ với Tú. Tú là một người rất là tình cảm. Em còn nhớ một cái câu chuyện là sinh nhật năm ngoái của em thôi. Thì lúc đó bạn Tú mới đi làm. Cái chỗ làm của Tú rất là xa cái chỗ làm của em. Nhưng mà buổi trưa là Tú chạy từ chỗ đi làm rồi đi tới cái tiệm và mua một cái giỏ sách cho chị, rồi chạy tới cơ quan rồi gọi điện cho chị lúng túng lắm để tặng cho chị một cái giỏ nhân ngày sinh nhật. Thật sự là lúc Tú đi về rồi thì em cầm cái món quà đó đi vô phòng em khóc, tại vì thật sự là mình nghĩ là em mình nó trưởng thành rồi và nó biết quan tâm tới người khác. Và em có điều muốn nói với em gái ở đây là cái tình yêu á, thật sự á, trước hôn nhân á, thí dụ như một cái chàng trai có thể bỏ cả tháng lương đầu tiên của mình mua một cái món quà để tặng cho người bạn gái vì biết là cô gái đó rất là thích. Thật sự đó chỉ là một cái phương thức để người ta có được cái tình cảm của người bạn gái. Còn khi mà cái tình cảm sau hôn nhân á, khi người ta đã trở thành người thân của nhau rồi mà người ta vẫn trân trọng và yêu thương và dành những cái điều tốt đẹp cho nhau thì đó mới là một cái tình cảm thật sự. Chị thấy em gái ở đây thì cũng có những cái nét gần như tương đồng với Tú, cũng là một người sống tình cảm. Rồi, cảm ơn em. Giờ hai bạn gặp mặt nhau để chúng ta coi mình có nợ với nhau nữa hay không. Mở rào. Em bó hoa này. Dạ em cảm ơn. Anh có cảm nhận thế nào về em ạ? Khi mà nghe em nói chuyện ở trên sân khấu này thì anh cảm nhận thì em cũng đã có nhiều tâm tư. À anh có sở thích gì? Giờ sở thích của anh thực sự là chỉ biết ngủ, đi du lịch chẳng hạn, rồi coi phim này,
hay là rap một vài bài vui vui ở đấy, thế thôi. Anh đã từng đi du lịch những đâu rồi ạ? Hiện tại em chỉ đi du lịch một vài nơi với gia đình thôi, là đi mấy cái đảo như dạng Bình Ba chẳng hạn. Có dịp em sẽ dẫn anh về đảo Lý Sơn ở quê em ạ. Hiện tại thì nó cũng hoang sơ nên cũng khá là đẹp. Em thích đi tới những nơi cũng gọi là lãng mạn như Sapa ấy ạ. Sapa đấy ạ. Em cũng thích tới Paris nữa, nhưng mà nhưng mà mình lên Sapa thì mình có thể đi tới Paris trong giấc mơ cũng được. Rồi em nhắm cái tướng đó nhỏ nhỏ vậy rồi hỏi má mẹ coi là tướng nhỏ nhỏ vậy là có sanh em bé được không? Cái đấy là tùy vào tâm sinh lý của mọi người thôi, không có chọn là nhỏ hay lớn rồi. Nó đang buồn quá, em hát sớm lên chút xíu. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa rất thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi nghe gác bà ra chiếc xe đạp chóc dần. Ông muốn tặng bà anh một đoá hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm em ơi, dần nhau không nói một lời, chỉ vì không đẹp Facebook lộn lời ơi. Đang dễ thương mà. Rồi hai bạn nắm tay nhau, mình nghĩ cái gì mình nói cái nấy. Cho anh xin phép. Nói cái nào? Khi mà quyết định mà đăng ký chương trình này thì thực sự anh cũng là rất là nghiêm túc và lên đây để mong muốn để tìm được gọi là một người để gọi là yêu thương hoặc là đến với nhau, thì mình cũng sẽ trân trọng cái điều đó. Làm bài rap cho bạn gái cho mình. Em nói là học rap hay lắm đúng không? Xin phép hát rap một bài vui thôi ạ. Rồi. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Nhưng mà nào sao nói chuyện với em anh say quá. Có bán ạ. Có bán ạ. Vòng tay anh không quá lớn, đôi chân anh cũng không được quá dài, nhưng mà để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Dễ thương quá. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Hả? Chị có bấm không? Sao em bấm mình dùng ai dưới vậy? Dạ không, em bấm mà sao em chưa thấy tín hiệu. Chắc là do nó hơi nhẹ nên em phải bấm mạnh thêm. Thôi nắm tay nhau đi. Hôn bạn gái đi em. Kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau. Chào bạn quen đúng không ạ? Bạn quen giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, họ tên tuổi rồi các công việc quê quán của mình nha. Rồi Quang ơi, Quang nghe rõ mọi người nói không? Với khuôn mặt này là hình như chưa nghe. Em không nghe mọi người nói gì hả? Nghe là đã trả lời rồi. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, anh này thông minh lắm chị, dạ em xin lỗi ạ. Nhưng mà anh dạ, có anh nghe nói à, à. À, mình tên Minh. À. Trời, người ta tên Minh mà bảo tên Quang, hèn chi gọi Quang mà người ta không thưa. Rồi, tên Minh đúng không ạ? À? Nào, Minh giới thiệu đôi nhất. Dạ, đúng rồi, Minh ạ. Ừ, họ tên tuổi rồi công việc quê quán của mình, Minh ha. Dạ. Em chào mấy chị, em tên là Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Em cái gì Minh đồng... à? Dạ em tên là Nguyễn Anh Minh. Sinh ngày 20/1989. 1989, rồi quê Đồng Nai đúng không? Dạ quê Đồng Nai. Hiện tại thì em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Minh làm công việc gì em? Dạ hiện tại thì em làm công việc văn phòng mà chị. Cụ thể là làm gì ở văn phòng? Dạ thì em làm tư vấn tuyển sinh. Tư vấn tuyển sinh. Rồi làm chủ nhiệm ở trường du lịch. Chủ nhiệm trường du lịch á hả? Dạ trường Sài Gòn Tourist ạ. À rồi chủ nhiệm.
Dạ, ngoài ra thì em cũng có kinh doanh online, rồi có mở một quán ăn nhỏ nhỏ. Trời ơi, làm nhiều việc thế, kinh doanh online. Kinh doanh online, kinh doanh mặt hàng gì Minh? Dạ, em bán khô bò, bán nước hoa, bán mấy cái đồ hàng xách tay nữa. Dạ. Rồi mình cứ đăng bài lên, này ai mua thì mình order về đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, về những cái điểm mạnh, điểm yếu, rồi tài lẻ của bản thân mình ấy. Dạ, em thấy điểm mạnh của em đó là nấu ăn ngon. Dạ. Rồi, rất ăn mà nấu ăn ngon rồi. Nhưng mà em nấu ăn ngon nhưng mà không phải là bếp chính. Dạ, em có bếp khác. Thì em rất là vui vẻ, hoạt động. Rồi, mình nói tiếp đi Minh ơi. Có tật xấu gì không? Có hút thuốc hay nhậu gì không? Dạ, em dạ, thì... từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ em cần bỏ đi thuốc luôn nè. Rồi nhậu nhẹt thì sao? Vậy có tật xấu gì khác không? Nhậu thì khi nào mà đi tiệc? Đi tiệc thì em mới nghe. Dạ, âm thanh đó em thấy nó bị dội lặng hết chị. Dạ. Hay là do điện thoại của mình ta? Rồi em nghe bây giờ nó còn bị vội không? Vẫn bị dội đúng không? Dạ, khi mà em nói thì nó dội rồi, hết rồi chị. Dạ. Vậy là do điện thoại của mình quá hả ta? Đúng không? Giờ đang bị dội không? Em nói thử. Dạ, dạ. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. À có, vẫn còn. Vậy là do điện thoại của Trúc á. Rồi rồi, thôi được rồi, để mình tắt. Rồi em bây giờ em nói thử em còn bị dội không? Alo, alo. Rồi, ok rồi đúng không? Dạ ok rồi ạ. Rồi ok, vậy thì Minh đã từng trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì từng trải qua hai mối tình chính thức và có những mối tình không chính thức. Không chính thức là bao nhiêu mối tình? Dạ em nhớ là khoảng hai mối tình đó chị. Là hai người quen nhau nhưng không có tỏ tình, không có công khai hay là sao? Dạ cũng có, không có công khai nhưng mà cũng có tình cảm với nhau á chị. Nhưng mà không có đến được với nhau. Rồi. Rồi bây giờ là em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào Minh? Dạ, thì mẫu bạn gái của em thì dễ thương, hiền lành, và quan trọng là biết quan tâm gia đình. Dễ thương, hiền lành, biết quan tâm gia đình. Rồi ngoài những cái này ra thì về hình dáng, về tuổi tác, về những cái có thể đo lường bằng mắt thường, bằng cái tính toán thông thường thì sao? Dạ tuổi tác thì nhỏ hơn em là được chị. Dạ. Nhỏ hơn em. Dạ năm nay em 34. Mấy tuổi thì nhỏ hơn em là 33 trở xuống. Dạ. Tức là nhỏ hơn em từ 1 tuổi trở xuống đúng không? Dạ thì nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi cũng được, đừng nhỏ quá thôi. Từ 1 tuổi, ok. Rồi quê quán này, công việc này, có yêu cầu gì không này? Dạ thì em không yêu cầu gì đặc biệt về công việc. Bạn đó có công việc, nói chung là có công việc là được. Không có yêu cầu gì đặc biệt. Thì quê quán thì khu vực miền Nam. Dạ. Dạ. Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em không thích bạn gái có thể là ăn nhậu nè, rồi hút thuốc hoặc là xăm chỗ. Ăn nhậu, hút thuốc, xăm chỗ, nhưng mà nếu xăm mà... nhỏ được không? Dạ xăm ở trong người thì không sao, nhưng mà đừng có xăm ra bên ngoài nhé. Xăm nguyên một con hổ đằng sau lưng thì được đúng không? Dạ em cũng có xăm một con thỏ. Xong con thỏ hả? Có đội cái vương miện không? Dạ không. Rồi tại sao lại có hình xăm con thỏ đấy? Vì mình thích hay là vì chiều lòng người yêu cũ hay sao?
Dạ em nói chơi đó chị. Tưởng là xăm dạ. Có xăm thật. Dạ. Em có bên theo đạo gì không? Em là đạo Công giáo, em cũng mong ước có một bạn đạo Công giáo giống em. Dạ. Em ở Đồng Nai mà gốc Bắc đúng không? Dạ đúng rồi, em Đồng Nai, gốc Bắc, đạo Công giáo. Nếu mà gặp người Bắc tuyệt vời. Tức là nếu mà bạn gái mà người miền Bắc là tuyệt vời luôn hả? Dạ miền Bắc tuyệt vời, nhưng mà miền Bắc miền Trung thì cũng được, miền Tây cũng được, cũng không sao, nhưng mà quan trọng là có đạo thì quá tuyệt vời. Mà thêm bạn gái mà người Bắc mà có đạo nó lại càng tuyệt vời hơn đúng không? Dạ. Cái đó thì ba mẹ rất là thích, mẹ rất là thích, gia đình dòng họ rất là thích. Cả dòng họ là cả dòng họ em là người Bắc là ở hết trong này rồi đúng không? Dạ em thì gốc Bắc nhưng mà ông bà vào đây Bắc Nam Tư á chị. Bắc Nam Tư. Dạ Bắc Nam Tư vào đây từ lâu rồi, gốc thì không còn nhưng mà vẫn nói giọng Bắc. Thì đến đời em vẫn còn nói giọng Bắc mà. Dạ. Ok rồi, cảm ơn Minh nhiều ha. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có người phù hợp, tức là có cái lịch phi hành phù hợp nha. Dạ. Ok. Dạ cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi. Bye em. Dạ bye bye ạ. Rồi hello Triều ha, mình là Triều đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi Triều giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên công việc rồi nơi ở hiện tại của mình nhé, mình đang ở đâu, có việc gì ha? Dạ em tên là Nguyễn Trung Triều, hiện tại em đang ở Vĩnh Long. Hiện tại em đang làm bên công ty dầu nhớt đó chị. Ngụy Trung Triều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi Ngụy Triều là sinh năm mấy em? Dạ em sinh hiện tại em sinh năm 94 chị. 1994 đang ở Vĩnh Long, sống sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi mình đang làm bên công ty dầu nhớt thì cụ thể là mình làm có việc gì em? Em làm bên nhân viên kinh doanh của dầu nhớt. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì này? Điểm mạnh của em thì em không điểm yếu là em hay gục ghè lắm, còn điểm mạnh của em thì hòa đồng với các bạn, nói chung là đi đâu cũng vui vẻ với các bạn hết. Rồi còn điểm mạnh đặc biệt nữa không? Dạ nói chung là hay tập trung cho công việc nhiều quá nên ít thôi làm bạn gái nhiều. Được mấy mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình lâu nhất. Alo. Em chia sẻ tiếp đi. Dạ em mối tình của em nó như thế nào? Mối tình của em nó như thế nào? Em được 2 mối tình lâu nhất là mối tình 7 năm và mối tình mới đây em mới đây khoảng cả tầm 2 năm và em đi nhập thân 1 năm. Một mối tình 7 năm là sao chia tay? Cũng đó là lúc về kinh tế vật chất với những mọi thứ cần cập nên là thôi nên mình kết thúc cũng theo đó lúc rồi, hay là không nói là mình không hợp nhau đi cho nó dễ. Không hợp nhau vì với mối tình 7 năm là mình chưa có kinh tế đúng không? Dạ. Rồi vậy em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là bạn gái thì hiện nói chuyện hay là quan tâm chăm sóc, hay là hai người chia sẻ với nhau tất cả công việc với lại mọi thứ cho cuộc sống là được rồi. Em gần người đó. Tuổi tác ngoại hình thì sao em? Ngoại hình của em thì em cần khoảng cỡ tầm 1m6 đó lại là được rồi. Rồi quê quán thì sao em? Dạ quê quán của bạn gái thì sao? Em cũng không biết, quan trọng là người ngoài hay miền trong, miễn sao mà mình nói chuyện với nhau là nó trao đổi với nhau nó nhiều thứ tốt hơn là được rồi, không quan trọng mình nào cả. Ok. Dạ. Rồi ok chị, cảm ơn Triều ha, có thông tin gì thêm thì chương trình sẽ liên hệ với em sau nha. Dạ ok chị. Rồi cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Dạ sao vậy?